Mừng sinh nhật lần thứ 17 của Anpad Computer, siêu sinh nhật triệu giảm giá, tổng giá trị quà tặng và khuyến mại lên đến 1,7 tỷ đồng. Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Anpad Computer. Mọi người đã cập nhật chương trình khuyến mại mới nhất chưa? Và nếu mà các bạn đang có ý định mua laptop trong tầm giá 20 triệu thì tham khảo ngay top 3 laptop đáng mua nhất trong đợt khuyến mại thiệt này của Anpad nhé. Và mẫu laptop này mình chọn cho hôm nay đó chính là Acer Swift 3X này. Có Asus ZenBook 14 và ở đây chúng ta có Lenovo Yoga Slim 7. Đặc điểm chung của cả ba mẫu laptop này thì đều là có ngoại hình rất là đẹp này, phù hợp với dân văn phòng hoặc là doanh nhân. Cấu hình thì sẽ là Intel thế hệ thứ 11 mới nhất cùng với rất là nhiều các chương trình ưu đãi khuyến mại đang được đính kèm và tặng ngay như là sạc dự phòng này, ba lô này, chuột không dây vân vân và mây mây có rất là nhiều các chương trình khác nhau. Và chi tiết về các chương trình khuyến mại cũng như là link chi tiết của cả ba mẫu sản phẩm này mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video để cho mọi người có thể click vào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có Lenovo Yoga Slim 7. Đây, Lenovo Yoga Slim 7. Dòng Yoga này thì lúc nào cũng đạt sự linh hoạt, tiện dụng và dẻo dai lên hàng đầu. Thì mẫu laptop này thì được hoàn thiện từ chất liệu là hợp kim nhôm này. Mọi người có thể nhìn thấy mang đến ngoại hình rất là thanh lịch với cả màu xám ở đây. Và với vẻ ngoài như thế này thì sẽ mang đến phong cách khá là nam tính, mạnh mẽ. Phần thiết kế thì khá là chắc chắn này, các bạn có thể mở được phần bản lề này bằng một tay. Và phần bản lề này thì có thể mở ra được một góc là 180 độ. Ở đây thì giúp sẽ cho các bạn chia sẻ hình ảnh trong các cuộc họp này, chia sẻ dữ liệu gặp đối tác hay là đơn giản là giúp các bạn thoải mái sử dụng ở nhiều tư thế hơn. Tiếp theo thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ có Acer Swift 3X. Thì trái với vẻ ngoài rất là mạnh mẽ của Lenovo thì Acer lại phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn với màu vàng vô cùng sang trọng. Ở đây thì dù các bạn là dân văn phòng này hay các bạn là học sinh, sinh viên thì Acer cũng rất là phù hợp để có thể sử dụng. Toàn bộ thân máy thì được chế tác từ hợp kim nhôm magie cao cấp. Thì đây là chất liệu bền bỉ hơn 4 lần và nhẹ hơn 35 lần so với hợp kim nhôm thông thường. Phần thiết kế thì vô cùng đơn giản với duy nhất chỉ có logo Acer ở giữa. Thế nhưng mà nhìn tổng thể máy thì vô cùng chắc chắn. Lại còn rất là mỏng và nhẹ khi Acer Swift 3X chỉ nặng có 1,3 kg. Màn hình thì sẽ là màn hình tràn viền, cạnh viền rất là mỏng chỉ có 6,3 mm. Và với bản lề dạng nâng như thế này thì các bạn có thể mở màn hình một góc lên đến là 135 độ giúp cho góc nhìn rộng hơn khi trải nghiệm. Acer Swift 3X thì cũng được trang bị cảm biến vân tay giúp tăng tính bảo mật cho máy. Và ngoài ra thì có thêm phím tắt là Function cộng F cho phép Acer Swift 3X tăng 60% luồng gió vào máy giúp máy luôn ở trạng thái mát khi hoạt động ở hiệu năng cao. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có Asus ZenBook 14 mỏng nhất, nhẹ nhất với cân nặng ở đây chỉ có 1,17 kg, độ mỏng là 13,9 mm. Thì đây cũng là chiếc laptop 14 inch mỏng nhất thế giới với đầy đủ các cổng kết nối khi có đến 2 cổng USB Type-C, 1 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI và 1 khe thẻ micro SD. Với thiết kế rất là nhỏ gọn này thì toàn bộ máy được làm từ kim loại nguyên khối cùng màu xám trầm thì vẫn là đường tròn đồng tâm làm bằng kim loại vô cùng quen thuộc đến từ Acer. Thì đây là mẫu laptop mang kiểu dáng vô cùng hiện đại, lịch sự và vô cùng sang trọng, có thể đồng hành cùng các bạn trong mọi lúc mọi nơi. Và với thời lượng pin ấn tượng theo những hãng quảng cáo có thể lên đến 21 tiếng đồng hồ thì việc cầm theo laptop di chuyển khi không mang sạc không còn là vấn đề quá là to tát. Và khi cần sạc thì tính năng sạc nhanh của máy có thể khôi phục thời lượng pin lên đến là 60% chỉ trong vòng 49 phút để các bạn sẵn sàng tiếp tục hoàn thành những công việc của mình. Và về màn hình thì cả 3 mẫu màn hình này thì đều là màn hình 14 inch Full HD tấm nền IPS. Độ sáng thì sẽ rơi vào khoảng 300 nit và sẽ khoảng là 70% NTSC. Đều có viền màn hình siêu mỏng và được trang bị camera lẫn là microphone ở ngay phần cạnh viền màn hình ở trên này. Và với những thông số này thì đây là những mẫu màn hình có thể đáp ứng đủ các nhu cầu làm việc này, giải trí, thậm chí là nếu như các bạn có edit video hay là Photoshop trên chiếc màn hình này thì mình nghĩ là màu sắc cũng không thay đổi quá là nhiều. Về phần cấu hình thì ở đây cả ba mẫu laptop này đều được trang bị là Intel Core i5-1135G7 với 4x8 luồng, RAM 8GB, ổ cứng 512GB SSD và đồ họa tích hợp lần lượt. Ở đây thì Lenovo thì sẽ là Iris Plus Graphics này, Acer thì sẽ là XE Max Graphics và Acer thì sẽ là Iris XE Graphics. Tổng kết lại thì cả ba mẫu laptop này đều tương đồng về mặt thiết kế này, cấu hình lẫn mức giá. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm một mẫu laptop nào trong tầm giá khoảng 20 triệu ở thời điểm hiện tại thì click ngay vào đường link phía dưới mô tả nhé. Và nếu cũng như là các bạn thì các bạn sẽ chọn mẫu laptop nào, bình luận ở dưới cho mình biết. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.
cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.